81 kiếp nạn của nhân viên sale. Kiếp nạn thứ nhất. Dạ alo, em chào anh ạ, em là... Không có nhu cầu thế nhá. Dạ alo, em chào chị ạ, em gọi cho mình từ... Chẳng bận lắm, gọi cái gì mà gọi. Dạ alo, em chào chị ạ, em gọi cho mình từ... Ủa gì vậy? Toán lên kiểu gì không biết nữa. Kiếp nạn thứ hai. 2 hours later. Ô Hà, em không đi gặp khách à? Ô, tôi chết, em quên mất. Em có định làm sale nữa không? Suốt ngày quên. Làm sale này thì chết cơm luôn. A few moments later. Hà, hôm qua khách hẹn đã gọi lại chưa? Ô tôi chết, nhiều khách quá em không nhớ nổi ấy. Trời ơi, cái quần què gì đây bà? Kiếp nạn thứ ba. Không biết là khách này mình tư vấn chưa nhỉ? Ơ mà hình như là chị này hẹn gọi lại sau. Biết là tư vấn hôm qua đến đâu rồi nhỉ? Tên chị này quen quen, rõ ràng hôm qua nốt rồi mà không thấy nhỉ? Mà nốt đâu nhỉ? Kiếp nạn thứ 4. 1 hour later. Dạ alo anh ơi, em vừa gửi cho anh bảng báo giá trên sale rồi đấy ạ. Trời ơi chị Duyệt, sức em với gấp lắm rồi chị ạ. Chị đi công tác 4 hôm nữa về Duyệt nhá. Chị ơi, chị chết luôn giúp em với ạ, khách vừa chuyển khoản tới đấy ạ. Em ơi cứ từ từ, chị còn phải nhiều khoản thì kiểm tra nhá, cứ từ từ nhá, tiền về chị báo nhá. Alo, hôm nay em bận rồi, hôm sau nhá. Dạ alo bố mẹ à, mẹ cứ ăn cơm trước đi, con làm việc nốt đã nhá. Cà phê á, ôi dồi ôi, hôm nay nhiều việc lắm, không đi được đâu. Sức này OT làm đến một quýt xong thôi. Trời ơi, ai bảo làm sale nhàn lắm, sướng lắm, lương cao lắm thì ra đây. Cái gì vậy bà nội?